Trong những ngày gần đây, cả nước ta đang đứng trước đợt 2 của đại dịch Covid-19 và diễn biến của dịch bệnh này đang rất là phức tạp. Vì vậy mà việc bảo vệ cũng như là tăng sức đề kháng của bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình thì rất là được quan tâm và lưu ý. Và trong chương trình Món ăn bài thuốc ngày hôm nay, Lương y Nguyễn Công Đức sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho tất cả quý vị những cái cách thức cơ bản để tự bảo vệ cũng như là tăng sức đề kháng cho bản thân của mình và những người thân trong gia đình. Xin được chào Lương y ạ. Chào Ngọc Hân, chào quý vị xem đài. Vâng. Thì để bà con hiểu hơn về cái Covid-19 á, thì cái triệu chứng sơ bộ của nó là đầu tiên là sốt, rồi sau đó là ho mà ho khan, rồi và một cái đặc biệt nên nhớ đó là mất mùi và vị, tức là ngửi mùi thì không nghe mùi, và nếm thì thấy cái vị nó không được, không biết mặn ngọt gì hết. Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta biết là đã nhiễm. Nhưng mà bây giờ mình là mình đề phòng, chứ đã nhiễm như thế rồi thì cái điều đó thì nói làm chi nữa. Đề phòng thì Bộ Y tế cũng có khuyên là chúng ta nên có các cái bước đề phòng sau đây. Cái đầu tiên là hạn chế đến cái nơi công cộng. Đó là lý do mà tại sao phải giãn cách rồi cách ly. Đó là vì tập trung đông người là cái nơi mà dễ lây nhiễm cái Covid-19, nó phát tán ra. Cái thứ hai là đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Và nếu mà có tiếp xúc với lại người khác á, thì cái khoảng cách giữa hai người với nhau á, là nó nói tối thiểu là phải 2 mét. Vì nó sợ nói rồi này kia là coi như nó lây nhiễm qua. Cái thứ ba nữa đó là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Người ta thấy rằng Covid-19, corona này á, là bản thân đó là protein. Nó được bảo vệ bởi các cái lớp lipid, tức là mỡ. Do vậy là khi mình xà phòng mình chỉ cần 30 giây thôi là nó đã đánh tan nó rồi, diệt được nó rồi. Cho nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cái đó là cái mà cơ bản nhất và phải là nhiều lần trong ngày. Sau khi đã tiếp xúc với các cái vật dụng ở trên bàn hay là xung quanh nhà của chúng ta thì ta phải rửa tay. Còn nếu không thì bây giờ có cái nước sát khuẩn, trong đó nó có cồn phải là trên 60%, cồn trên 60%. Một cái quan trọng nữa là không đưa tay lên mắt mũi. Ta có thói quen cái điều, tại vì vô tình là tay chúng ta tiếp xúc. Và người ta thấy rằng cái con Covid-19 đó, khi mà nó đã bám lên cái vật dụng mà bằng nhựa thì gần như là nó lưu lại lâu hơn so với các cái vật dụng khác. Đó, chúng ta phải lưu ý cái chỗ đó. Rồi vệ sinh thông thoáng nhà cửa ha. Rồi những cái chỗ nào mà tay nắm cửa, rồi tay nắm của xe hơi, rồi tay nắm nhà tắm vân vân, ha. Hay là mình đi đâu xa hoặc là đi tới chỗ lạ khác là chúng ta phải lưu ý, ha. Phải lau chùi trong nhà của mình. Rồi có một điều quan trọng mà Bộ Y tế là khuyên là chúng ta nên có cái số điện thoại của cái cơ quan y tế gần nhất để chúng ta nếu như có những cái triệu chứng gì mà nghi ngờ thì phải đi khai báo ngay. Nó bảo là Covid mới, nghĩa là cái chủng mới, là chúng ta phải lưu ý như thế. Vì sao? Vì nó khu trú ở họng tới 4 ngày, cho nên sau 4 ngày nó mới bắt đầu phát tán trên họng, nó mới xuống ruột, rồi sau đó nó chuyển đổi, nó sinh sản, rồi nó tiếp tục nó trở lên họng và nó phát tán, nó tấn công vào phổi của mình. Cho nên 14 ngày là cái thời gian, nhưng mà bữa nay người ta đề nghị lên tới 22 ngày hoặc là 24 ngày. Cái đó là cái mà chúng ta không cần lưu ý. Trong chương trình ngày hôm nay thì thầy có những cái món ăn hoặc là những cái bài thuốc nào đó để tăng sức đề kháng của cơ thể trước dịch Covid-19? Dạ vâng ạ. Thì cái chương trình của chúng ta là món ăn bài thuốc, cho nên là chúng ta nên đề cập những cái món ăn nào để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Dĩ nhiên trước khi nói đến cái món ăn và cái đề nghị ha, đề nghị một cái món ăn đó là đặc biệt trong cái dịch Covid-19 này, thì tôi cũng xin nhắc qua một số cái việc để chúng ta tăng cái sức đề kháng cho cơ thể. Quý vị cũng biết là hiện nay là trong số những cái người mà chết đó, là đa số là những người mắc bệnh nền, và những người đó là cơ thể họ bản thân là cái đề kháng không có. Như vậy thì cái quan trọng là làm sao mà cái đề kháng cơ thể nó cũng khá một tí xíu, để khi điều trị thì chúng ta góp phần trong cái việc mà nâng cái sức đề kháng họ vào và lướt qua được bệnh. Đó, chứ còn nếu mà đề kháng kém rồi cơ thể yếu quá thì coi như là cái chuyện chết là cái chuyện đương nhiên.
Trong đó cái tôi xin nhắc lại là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc là nước sát khuẩn. Cái đó cũng là một trong những cái mà nâng sức đề kháng. Chúng ta mà khỏe mạnh như vậy nhưng mà nhớ mà tay chân ta là chạm vào cái đồ vật mà nó đã nhiễm Covid-19 coi như là mình cũng tiêu luôn. Cái thứ hai là ăn nhiều rau quả trái cây. Cái đó rau quả trái cây là cái vì nhiều vitamin C, nhiều cái chất bổ dưỡng, dinh dưỡng để nâng cái đề kháng của chúng ta lên. Rồi một cái rất là quan trọng, chính cái thời gian mà cách ly hiện nay ở trên thế giới là nó phản ứng dữ lắm, nó muốn đi ra ngoài, ở trong nhà nó không chịu. Cho nên làm sao mình phải xóa tan cái áp lực và cái giải tỏa được cái áp lực để giảm stress cho cơ thể. Nếu như chúng ta mà không giải quyết được cái này, bị ức chế quá thì cơ thể chúng ta yếu, dễ bị cái Covid-19 tấn công. Cái đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa chúng ta nên lưu ý là phải ngủ đủ giấc. Nên ngủ trước 11 giờ. Làm sao mà người lớn là đủ 7 đến 8 giờ là tốt. Một cái nữa là chúng ta đi tắm nắng. Cái này thì lại chạm vào một cái chuyện là đi rồi lỡ gặp nhiều người thì sao, không có. Mỗi nhà chúng ta đều có cái sân thượng hoặc là cái nơi nào đó chúng ta mang khẩu trang ha. Chúng ta đi tắm nắng hoặc là đi bộ. Rồi dưới ánh nắng mặt trời ha, cũng khoảng 15-20 phút hoặc là nửa tiếng. Cái đó là cái rất là tốt. Và một cái rất quan trọng là phải vận động thể dục thể thao, chứ không phải là cứ nằm hoài ở trong nhà là coi như cái điều này không được. Không thể nâng sức đề kháng bằng cái việc mà cứ nằm dài đó thôi. Rồi một cái cũng rất là quan trọng là cái điện thoại, laptop chúng ta rồi chúng ta quên, không có chịu là lau chùi, không có vệ sinh. Điều đó là không được. Chúng ta nên thường xuyên là vệ sinh là các cái điện thoại cá nhân, điện thoại cầm tay rồi là laptop chúng ta làm việc. Và một cái việc nữa là đối với người lớn, cái việc ăn uống như đã nói hồi nãy là đủ dinh dưỡng. Đối với trẻ con là đủ dinh dưỡng. Đối với phụ nữ mang thai đủ dinh dưỡng. Và cái quan trọng nhất là cái tinh thần trong cuộc sống phải là thật là thoải mái. Cái đó là quan trọng. Như thế thì để hỗ trợ cho cái việc mà tăng cái sức đề kháng, có cái món ăn nào, có cái bài thuốc nào của cái y học cổ truyền mà tăng được cái sức đề kháng hay không, thì tôi xin thông tin. Nếu mà bà con lên mạng hoặc là có những cái thông tin mới thì chúng ta thấy rằng hiện nay ở Ai Cập nó lại trở lại cái việc nó ứng dụng cái tỏi để mà tăng sức đề kháng. Nó cho rằng đây là cái vaccine mà là một cái chống lại cái Covid-19 của người Ai Cập cổ. Thì họ giải thích rằng khi làm kim tự tháp thì cái số lượng người là 20-30 ngàn người và làm việc suốt trong vòng 2 năm. Mà cái chuyện mà người chết do bệnh tật này kia rất là ít. Và người ta phát hiện ra một điều là ngày nào họ cũng ăn tỏi và uống nước tỏi. Trong khi nhân dân của họ là có một cái lọ rượu tỏi là họ uống hàng ngày. Cái chuyện đó lại là khác. Còn bây giờ, và dựa vào cái cơ sở đó, ngoài các cái tổ chức của Y tế Thế giới, nó nghiên cứu từ năm 1940, 50, 60, 70 tới người Nhật. Và trong cái dịch Covid-19 này là những nhà khoa học Liên Xô lại tiếp tục nghiên cứu cái tỏi. Và họ có một cái cách sử dụng nó đơn giản hơn như thế này. Tức là mỗi ngày chúng ta dùng là một củ tỏi ha. Để cho dễ thì bà con có thể sợ nó dính đất, nó dơ, ta rửa sạch và cắt bỏ cái rễ này đi. Sau đó là giã, ta bỏ trong mấy cối, ta giã nát rồi. Giã nó nát luôn, tại vì có cái vỏ mới giã được. Trên các cái mạng thông tin nó bảo là lột vỏ. Cắt là lột vỏ rồi mới cắt nghiêng. Nhưng mà tôi thấy có một cách đơn giản là giã như thế này. Sau đó chúng ta bỏ cái vỏ đi. Nhưng mà nếu để 5-10 đến 15 phút để cho cái sự mà xúc tác giữa cái tỏi mà nó bị vỡ ra với không khí để nó tạo một cái các cái enzyme. Cái enzyme đặc biệt của cái tỏi mà hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Sau đó bỏ cái vỏ đi, người ta lấy cái tỏi mà đã giã nát á, rồi bỏ trong một cái lọ thủy tinh, buổi sáng ta làm buổi sáng để buổi chiều uống, đổ vào 1 lít nước. Tóm lại tức là liều lượng là một củ tỏi lớn như thế này, giã nát ra, bỏ vỏ rồi để trong cái lọ thủy tinh, đổ vào 1 lít nước, nước bình thường hay nước sạch hoặc là nước đun sôi để nguội.
để từ sáng đến chiều ha, thì trong gia đình một củ tỏi này á, là cho ba người dùng. Một củ tỏi cho ba người dùng. Nếu trong gia đình nhiều người hơn thì chúng ta tăng cái liều tỏi nó lên. Rồi ngâm từ sáng tới chiều là coi như cái tỏi nó đã ra. Ta dùng muỗng ta quậy đều lên. Gạn bỏ đi, không có uống cái tỏi mà uống chỉ uống nước thôi. Nếu mà ngại cay quá thì chúng ta thêm nước vào, tức là độ một ly nước. Tức là mỗi người sau khi ăn cơm khoảng 1 giờ đồng hồ uống một ly nước tỏi đó, thì coi như đây là cái vaccine mà nó chống đỡ lại cái Covid-19 trong cái lúc này. Tức là trong khi chưa có cái vaccine nào cả, thì các nhà nghiên cứu của Liên Xô nó thấy rằng cái tỏi là một trong những cái rất là quan trọng, và nó cho rằng đây là cái vaccine mà ngừa cái Covid-19. Thì hôm nay tôi xin thông báo lại cho bà con rõ. Và quý vị cũng thấy một cái điều ở Trung Quốc là cái nơi mà Vũ Hán nó phát tán đầu tiên, mà bữa nay dòm ra thấy nó cũng 83, 84, 85 ngàn người à. Lý do vì sao vậy? Chính phủ nó bắt buộc, coi như đây là bắt buộc ngang, toàn dân phải súc miệng bằng nước muối một ngày 4-5 lần. Đây là một cái nữa chúng ta cần phải ghi nhớ. Như vậy thì trong cái việc mà phòng ngừa hoặc là nâng đề kháng cơ thể, ngoài cái việc mà chúng ta uống nước tỏi, ăn uống đầy đủ, tập thể dục thể thao, rồi là xả stress, rồi vệ sinh thân thể, vệ sinh tay chân, rồi các cái vật dụng của mình, còn có cái việc nữa là súc miệng bằng nước muối nhiều lần trong ngày. Đó là cái mà chúng ta là vừa đề phòng và nâng sức đề kháng của cơ thể chúng ta lên. Dạ, có một thắc mắc như vậy ạ, là khi mà mình uống nước nhiều, thì sẽ đưa virus xuống dạ dày, và cái dịch của dạ dày thì sẽ giết virus, thì như vậy là có đúng hay là sai ạ? Tại vì cái thông tin của các nhà khoa học của Nga thì người ta nói rất là rõ lý do tại sao mà uống cái nước tỏi mà nó lại là vừa tăng sức đề kháng mà là vaccine mà ngừa lại. Và nó giải thích như thế này: khi mà cái con corona nó khu trú ở hầu họng á, khi nó xuống dạ dày thì chính ở dạ dày là cái nước tỏi nó đã diệt các cái đó. Nghĩa là bình thường nếu chúng ta uống nước thường xuyên, nên nhớ không nên uống nước lạnh, nước ấm thôi, uống nước thường xuyên mà nhiều lần trong ngày, tức là lôi cái con corona từ ở cổ họng này xuống dạ dày để dạ dày diệt nó. Thì bây giờ là các nhà khoa học của Nga người ta thấy rằng cái nước mà ngâm với tỏi đó là vô là nó diệt. Cho và vì sao? Vì khi mà nó ở dạ dày ra là nó bắt đầu nó hình thành, rồi nó phát triển, rồi nó lên trở lên họng, và nó lên phổi ha. Từ phổi thì nó mới phát triển ra, nó làm cho là tấn công vô phổi. Cho nên cái việc mà chúng ta uống nước giúp mà để làm trôi từ cái cổ họng xuống dạ dày là có cơ sở. Kính thưa quý vị, như vậy là ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, cũng như là uống đủ lượng nước cho cơ thể. Bên cạnh đó là nước tỏi của lực y Nguyễn Công Đức chia sẻ. Một cách nữa đó chính là chúng ta hãy thường xuyên súc miệng bằng nước muối để bảo vệ cơ thể trước đại dịch corona. Kính thưa quý vị, và chương trình Ăn Bài Thuốc kỳ này xin được khép lại tại đây. Lực y Nguyễn Công Đức và Ngọc Hân xin được trân trọng kính chào.